Cảm ơn quý vị và các bạn đang tiếp tục theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, như vậy là đến thời điểm này đã gần 2 tháng, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU hay còn gọi tắt là EVFTA đã chính thức có hiệu lực. Mới đây, Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết những tác động tích cực của Hiệp định EVFTA đã lan tỏa đến gạo xuất khẩu. Vâng ạ, không chỉ mang lại niềm vui cho hạt gạo của Việt Nam, một cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong những năm vừa qua, mà hàng loạt các con số sau đây sẽ cho chúng ta thấy được là việc xuất khẩu vào thị trường khó tính bậc nhất thế giới đang có những bước nhảy vọt. Kết thúc tháng 8, thì trị giá xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU là 350 triệu đô la Mỹ, tức là đã tăng 17% so với tháng 7. Kể từ ngày 1 tháng 8, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU đã tăng từ 80 lên 200 đô la Mỹ một tấn tùy loại so với trước đó. Ước tính trị giá xuất khẩu gạo tháng 8 của Việt Nam vào EU đạt hơn 1,2 triệu đô la Mỹ, tăng 93,5% so với tháng 7 và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Hiện EU cũng đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của rau quả Việt Nam. Trị giá xuất khẩu các sản phẩm rau quả của nước ta sang EU trong tháng 8 ước đạt 14,7 triệu đô la Mỹ, tăng 25,2% so với tháng 7 và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nền tảng sẵn có cộng thêm việc miễn giảm thuế nhập khẩu theo cam kết trong EVFTA đang tiếp sức để giúp tăng khả năng cạnh tranh của trái cây Việt Nam so với các đối thủ. Trong số nhiều mặt hàng nông sản khác, cà phê cũng được nhận định có thể gia tăng trị giá xuất khẩu vào EU trong thời gian tới khi được giảm thuế suất từ 15% xuống 0%. EU là thị trường tiêu thụ nhiều cà phê nhất của Việt Nam, chiếm 40% trong tổng lượng và 38% giá trị. Để thúc đẩy xuất khẩu toàn ngành nông lâm thủy sản thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định tập trung tận dụng từng nhóm thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng dự báo thị trường và kịp thời thông tin tới các địa phương, doanh nghiệp để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Vâng, nhìn lại những ngày qua tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước đã có những lô gạo đầu tiên được chính thức xuất vào châu Âu với thuế suất 0%, ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Và đây là cả một quá trình nỗ lực chuẩn bị của các doanh nghiệp từ vùng nguyên liệu đến xay sát và chế biến theo tiêu chuẩn khắt khe của nhà nhập khẩu. Vâng, thực tế này thì cũng cho chúng ta thấy một điều là hạt gạo Việt Nam đã bắt đầu thay đổi cách làm ăn để thôi hụt hơi trong xuất khẩu vì mãi chạy theo sản lượng. Đặc biệt là chấm dứt tình trạng quá lệ thuộc vào một thị trường hay phải vay mượn tên của nhà nhập khẩu khi mà xuất ngoại. Đầu tuần này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Ủy ban dân tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm sang châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Lô hàng này của tập đoàn Lộc Trời với số lượng gần 126 tấn, loại giống Jasmine 85 được đóng gói theo quy cách 18 kg. Lô gạo sẽ chính thức xuất sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9 tới. Đây là lợi thế của tập đoàn Lộc Trời bởi trong nhiều năm qua, đơn vị đã đầu tư xây dựng vùng sản xuất lúa gạo tiêu chuẩn. Việc kiểm soát chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu. Nhờ cái vị thế quốc gia, nhờ chúng ta ký được cái hiệp định thương mại này đó, thì chúng ta trở về cái thuế khốc sức 0%. Nhưng nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là vì đây là sự thừa nhận chính thức về chất lượng, về tiêu chuẩn gạo chúng ta nhập cho. Và điều đó khi giảm thuế thì làm cho cái giá bán chúng ta nó cao hơn, nó giúp cho chúng ta có thể cạnh tranh được. Trước đó, hai chủng loại gạo thơm của công ty Trung An tại Cần Thơ cũng xuất sang châu Âu là gạo ST20 và Jasmine. Trong đó, gạo ST20 được bán với giá 1.000 đô la Mỹ mỗi tấn và gạo Jasmine có giá 600 đô la Mỹ mỗi tấn. Đơn vị ký hợp đồng gạo với tổng khối lượng lên đến 3.000 tấn. Điều đặc biệt là sau hơn 20 năm xuất khẩu, đây là lần đầu tiên sản phẩm gạo của công ty này được mang thương hiệu Việt, không còn phải vay mượn tên của nhà nhập khẩu. Thì đối với Việt Nam mình bây giờ không có vướng mắc gì cả. Theo cái quy định của Liên minh châu Âu, người ta quy định bởi vì Liên minh châu Âu chỉ cấp cho gạo thơm Việt Nam chứ không phải là cấp cho gạo ở nhập vào các nước khác vào để xuất khẩu, tái xuất khẩu vào châu Âu, thì đây là một cái rất phù hợp. Thì rõ ràng là cái quy định này thì hiện nay là chúng ta đang chờ cái nghị định của Thủ tướng phê duyệt, nhưng mà hiện nay nghị định chưa phê duyệt nhưng Thủ tướng cũng đã cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là không làm gây cản trở bất cứ cái gì cho doanh nghiệp khi xuất khẩu vào châu Âu. Càng ngày có thể người ta ăn ít gạo đi chứ người ta không tăng được cái lượng gạo mà mình cứ chạy theo số lượng thì cái đó rõ ràng là cái vấn đề đó là rất là cực kỳ nguy hiểm. Thì theo tôi thì đến giờ này tôi cũng đã làm hơn 30 năm. Đến giờ này tôi nghĩ là ở Việt Nam thì cần nên là xuất khẩu giảm về lượng, nâng về chất.
Để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất vào thị trường châu Âu không hề dễ, nhưng việc nỗ lực tiếp cận thị trường này là chuyện tất yếu, bởi đây không đơn thuần là bài toán kinh tế trước mắt, mà về lâu dài còn góp phần nâng cao chuỗi giá trị cho hạt gạo Việt. Sau khi hàng mình đi bên đó thì họ sẽ tự kiểm tra lại. Nếu như là họ cảm thấy như là không đúng như là những cái gì mình trả lời thì họ sẽ cho cuộc điều tra. Thì khi họ điều tra mà nó là không đúng như vậy thì họ đánh giá là doanh nghiệp mình không chân thật. Từ đó thì họ không bao giờ mua hàng mình. Thị trường này là một cái thị trường rất khó tính, rất nghiêm ngặt cái chuyện đó. Đây là một cái thách thức đòi hỏi cái sự đồng bộ, tất cả đảm bảo một cách minh bạch, truy xuất từ nguồn gốc cho đến tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất khi ra đến sản phẩm xuất khẩu. Với hạn ngạch 80.000 tấn mỗi năm còn khá khiêm tốn so với tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là khoảng 6,5 triệu tấn mỗi năm. Thế nhưng bên cạnh thuế suất ưu đãi, giá bán cao, việc được thị trường châu Âu chấp nhận còn là động lực để ngành hàng lúa gạo tiếp tục nâng cao vị thế, sức cạnh tranh ở thị trường gạo cao cấp. Không chỉ với mặt hàng lúa gạo, mới đây, lưu trái cây đầu tiên của Việt Nam cũng đã sẵn sàng tiến lên khu vực châu Âu theo hiệp định EVFTA. Nền tảng sẵn có cộng thêm việc miễn giảm thuế nhập khẩu theo cam kết trong EVFTA đang tiếp sức cho trái cây của Việt Nam dần chiếm lĩnh được thị trường châu Âu. 20.000 trái dừa tươi đi bằng đường biển, 12 tấn bưởi và 3 tấn thanh long đi bằng đường hàng không sẽ sớm có mặt ở các nước như Đức, Hà Lan với tổng giá trị lô hàng lên đến 75.000 đô la Mỹ. Theo đơn vị xuất khẩu, để trái cây vào được thị trường này, vùng sản xuất phải đạt tiêu chuẩn Global Gap, nhà máy sơ chế đạt chứng nhận ISO HACCP và phải đạt chứng nhận về môi trường, xã hội. Tôi hy vọng là sau hiệp định này và tới đây cuối năm thì công ty chúng tôi sẽ khoảng tăng trưởng khoảng 20% so với lại cùng kỳ năm vừa rồi. Với nền tảng của Vinati là đã xuất nhiều năm vào thị trường khó tính rồi. Thâm ra là từ cái nền tảng đó chúng tôi rất là dễ dàng khi tiếp cận vào thị trường châu Âu. Thì chúng tôi đầy đủ hết chứng nhận và đầy đủ hết mọi thứ để mà đáp ứng được nhu cầu của thị trường châu Âu. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho biết, khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU xóa bỏ ngay 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả, tạo lợi thế lớn về giá rau quả Việt Nam. Đặc biệt tạo thuận lợi lớn để cạnh tranh với các nước khác cũng có thế mạnh về mặt hàng này như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia hay Indonesia. Chúng ta cũng tự hào là chúng ta là một cường quốc của một số sản phẩm nông sản chủ lực, trong đó có trái cây. Và chúng ta cũng không hề chủ quan, bởi vì chúng ta xác định là chúng ta phải cạnh tranh với cả những cái quốc gia có lợi thế so sánh. Đặc biệt, ví dụ như một số sản phẩm của Việt Nam như chanh leo, thì Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào chúng ta cạnh tranh với cả Ecuador và Peru để mà chi phối cái thị trường chanh leo toàn cầu. Hay là các sản phẩm bưởi da xanh của chúng ta tại chính đồng bằng sông Cửu Long này, chúng ta cũng hoàn toàn có thể cạnh tranh với các sản phẩm của Thái Lan. Theo đại diện Liên minh châu tại Việt Nam, thời gian vừa qua, ngành trái cây của Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về năng suất, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, dù đối mặt với nhiều thử thách đến từ cuộc xung đột thương mại và các quy định ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu, nhưng vẫn tăng trưởng tốt. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành trái cây Việt Nam, đồng thời làm tăng cơ hội cho người tiêu dùng châu Âu được mua trái cây nhiệt đới chất lượng tốt. Hai bên kỳ vọng vào sự phát triển sắp tới, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu trái cây đạt gần 60 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 74% tổng giá trị xuất khẩu rau quả sang châu Âu. Với thành công từ lô hàng trái cây đầu tiên này, từ nay đến hết năm, ngành trái cây Việt Nam dự kiến sẽ khôi phục đà tăng trưởng. Như vậy, chỉ sau hơn một tháng hiệp định EVFTA đi vào thực thi, thì giá trị xuất khẩu trái cây nói riêng và các mặt hàng nông lâm thủy sản đã tăng tới 17%. Trong điều kiện nền kinh tế đang chịu tác động lớn từ dịch COVID-19, thì mức tăng trưởng này được xem là một điểm sáng cho bức tranh xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong năm nay. Vâng, tuy nhiên cũng cần phải nói thêm là thị trường châu Âu là một thị trường khá là khó tính. Và muốn đi đường dài thì người nông dân và các doanh nghiệp còn phải có rất nhiều công việc cần phải làm trong thời gian tới. Để hỗ trợ họ thì hiện nay các bộ ngành có liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương cũng đang lên nhiều phương án và các giải pháp thiết thực khác. Những lô gạo thơm muốn xuất khẩu sang EU buộc phải có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, ngay những ngày đầu tháng 9, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định về giấy chứng nhận cho các công ty có đủ điều kiện để xuất khẩu gạo thơm sang EU. Có thể thấy được sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời giúp ngành gạo nắm bắt cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu.
Trong quá trình sản xuất, chúng tôi chỉ đến ruộng của doanh nghiệp kiểm tra một lần vào lúc gần thu hoạch và sau đó thì cấp cái giấy chứng nhận này để doanh nghiệp có thể thuận lợi trong cái việc mà mua bán đi. Trước đó, để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản vào thị trường EU, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức các hội nghị để tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp những quy định từ đối tác châu Âu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để giúp doanh nghiệp vững tâm thế khi bước vào cuộc chơi lớn, Việt Nam cần thành lập các hiệp hội ngành hàng. Trách nhiệm ngành hàng là gì? Cũng phải làm sao động viên, kiểm soát các cái thành viên của mình làm sao cho tốt hơn. Nhưng mà cái việc thứ ba của hiệp hội ngành hàng cũng phải bước chân ra thị trường thế giới. Anh phải có những nhận dạng, phải có những cái đấu tranh, phải có những can thiệp để làm sao khẳng định rằng những ngành hàng nông sản Việt Nam của chúng ta là xu hướng chúng ta ứng dụng cái công nghệ tốt nhất, xu hướng chúng ta tận dụng những quy trình quản lý tốt nhất của giai đoạn thời kỳ 4.0 để làm ra cái giá thành một cách là cạnh tranh phù hợp nhất nhưng chất lượng tốt nhất. Bộ Công Thương cho biết doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam hiện còn rất yếu về tập quán thương mại, những quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến các vấn đề tranh chấp thương mại. Chính vì thế mà các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cũng như là xây dựng hệ thống phân phối ở thị trường này. Trong Bộ Công Thương thì những cơ quan như là Cục Phòng vệ Thương mại hay là Cục Cạnh tranh, Cục Xuất nhập khẩu đều phải chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp ngay từ khi cái bước đi xây dựng những cái chiến lược để thâm nhập cái thị trường này và để chúng ta luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để có cái cơ chế và biện pháp để phối hợp giải quyết những cái tranh chấp thương mại cho nó phù hợp. Thì đấy là những cái thực tiễn mà chúng ta phải tính trước. Không chỉ là Bộ Công Thương mà Bộ Nông nghiệp, các bộ ngành, các hiệp hội ngành hàng chúng ta cũng phải tập trung vào chỗ này. Đúng không? Có như vậy thì tổng thể chúng ta mới có cái điều kiện là ổn định được sản xuất. Cái hướng thứ ba nữa là chúng ta từ tình hình này phải quay trở lại rà soát, làm cho cái tái cấu nông nghiệp một cách bền vững, căn cốt hơn. Theo đó, giai đoạn đầu khi EVFTA có hiệu lực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức các đoàn công tác phản ứng nhanh đến trực tiếp với doanh nghiệp, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng các yêu cầu và thủ tục mà thị trường EU đòi hỏi. Như vậy, ngành nông nghiệp đã liên tiếp đón nhận tin vui. Sau gạo và tôm, lần lượt cà phê, chanh leo, trái cây được sang châu Âu với thuế suất ưu đãi chưa từng có. Có thể thấy, sau khi EVFTA có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu nhiều loại nông sản sang EU đã tăng đột biến, đặt nền tảng cho những bước tiến trong tương lai. Bên cạnh mặt hàng nông sản Việt Nam, nhiều mặt hàng khác như là dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ cũng đang kỳ vọng lớn vào việc gia tăng xuất khẩu sang EU trong bối cảnh xuất khẩu nói chung đang gặp nhiều khó khăn. Vâng, và cũng xin được nhấn mạnh lại thêm một điều rằng như thế này, từ nay đến cuối năm để duy trì được những kết quả mà chúng ta đã đạt được thì Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ngành có liên quan cũng sẽ phải tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến các cam kết trong lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các phương án cam kết cắt giảm, xóa bỏ thuế nhập khẩu hàng hóa và các cam kết về tiếp cận thị trường của EVFTA để nâng cao sự hiểu biết cho người dân và cả doanh nghiệp về các cam kết trong hiệp định này. Đến đây thì thời lượng của Chuyện trong ngày xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.